Mình người Cà Mau đây cả nhà ơi, bây giờ mình tới thắng cảnh Thạch Động đây, bắt đầu vô nha. Cùng đi du lịch tiếp mình nha. Động đó. Thạch là đá, là động bằng đá đây. Đúng là càng lên càng nghe nặng nặng rồi đó, nghe Thạch Động thiệt á, lên núi á, lên núi á. Khỏe quá, khỏe quá. Thạch Động là đây đó hả? Lên hay là quẹo hay đi cái nào? Đi đâu đi? Đi lên lên ngoài. Đi đường lớn đi. Mùa heo quay quá vậy. Sao mùa heo quay. Thôi là mày đưa cha mày ẩm nhỏ tiếp đi. Đây đưa cái sách đây. Em sắp cho mệt cho mẹ lo chuyện mẹ đi. Ta treo đỏ 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 hả? Treo gì vậy ta? Đèn quá. Đèn đăng á. À. Nhờ là có cây cối hết biết nhiều luôn, che mát á nha. Chứ càng ngày càng leo lên chuyện núi. Nặng cái chân rồi đó. Hết muốn gà hơi rồi cả nhà ơi. Lội leo núi khỏe quá, khỏe. Khỏe thở hết muốn gà hơi. Ồ đúng là cái động của Thạch Xanh với Thạch Xanh đi cứu công chúa phải quá chừng cao rồi kìa. Đó. Cái động núi cao này mà có cái động dưới này. Tự nhiên chứ đâu phải nhân tạo đâu. Wow. Động này chẳng tin nó vô phải à. Đó.
Đi vô coi có gặp thạch xanh không? Vậy là của em rồi. Rồi có gặp thạch xanh không? Hay là cái lý thông không hà? Anh cứ bấm liên tục đi. Cô bà ấy chụp hình không? Không thấy mặt đẹp trên mặt thì không gõ hết trơn hả? Chữ này bên hai với anh bảy mình mới đọc biết nghĩa tiếng Việt chứ mình đâu biết. Phật xin độ cho bá gia bá tánh được thành tựu là phải đất nước thay bình thường dưỡng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát độ cho bá gia bá tánh được an cư lạc nghiệp đất nước thay bình. Nam mô A Di Đà Phật. Gió mát quá. Sự cải tạo của bàn tay con người nè, đó là những bậc tam cấp lên mang qua you
đường lên nữa, lên cầu thang nữa, tính lên nữa không? Lên chưa? Miễn đi đó thì vòng vòng mà chứ chưa lên còn có cầu thang đi lên nữa. Lên đây luôn anh hai với gia chỉnh kìa. Cầu thang bên kia, bên kia. Bên đây nè con. Ủa bên bên đây có đường đi nữa đây, đi lên tới đây là đi lên tới đây là hết cái đường đi lên nữa rồi đó, cao dữ lắm. Rồi nghe, mình quay lên tới đỉnh trên cao rồi, tới chỗ mà người ta không có làm cầu thang lên nữa rồi. Vậy xin chào cả nhà mình nha, xin tạm biệt.